Unit 10, Healthy Lifestyle and Longevity, Language and Looking Back. Chào mừng các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Bài 10, Healthy Lifestyle and Longevity, phần Language and Looking Back. Mục tiêu bài học ngày hôm nay của chúng ta bao gồm những phần chính sau. Phần 1, Vocabulary, Words related to the topic Healthy Lifestyle and Longevity. Phần từ vựng, những cái từ liên quan đến chủ đề Healthy Lifestyle and Longevity. Phần 2, Pronunciation, Intonation of Invitation, Suggestions, Polite Requests, Uncertainty and Surprise. Ngữ điệu của những lời của lời mời, lời gợi ý, lời đề nghị lịch sự, sự không chắc chắn và ngạc nhiên. Phần 3, Grammar, Conditionals in Reported Speech, lời nói gián tiếp của câu điều kiện. Và phần cuối cùng, chúng ta sẽ đi practice, đi luyện tập. Now, let's move to the first part of the lesson today. Hãy cùng tìm hiểu phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, vocabulary. Look, chúng ta sẽ có một số từ vựng ngày hôm nay. Number one, immune system, hệ miễn dịch. Number two, boost, tăng hoặc thúc đẩy. Number three, life expectancy, vòng đời. Four, cholesterol, chất béo, thường là chất béo sẽ gây xơ cứng động mạch. Number five, natural remedy, phương pháp chữa trị tự nhiên. Number six, meditation, thiền, phương pháp ngồi thiền. Number 7, aging process, quá trình lão hóa. Number 8, nutrient, dinh dưỡng. Number 9, organs, các bộ phận bên trong cơ thể, giống như là gan, thận, mật, ruột. Number 10, prepackaged food, thực phẩm đóng gói sẵn. 11, mild health problems, các căn bệnh nhẹ, giống như là ho, sốt, cảm cúm. Number 12, infection, sự nhiễm trùng. Now, react to me. Immune system. Immune system. Boost. Boost. Life expectancy. Life expectancy. Cholesterol. Cholesterol. Natural remedy. Natural remedy. Meditation. Meditation. Aging process. Aging process. Nutrient. Nutrient. Organs. Organs. Prepackaged food. Prepackaged food. Mild health problems. Mild health problems. Infection. Infection. Để luyện tập các từ vừa học, chúng ta sẽ cùng đi thực hành. Now, choose the words or phrase to fill in the missing information. Hãy chọn các từ ở ô cho sẵn để điền từ và những từ và những cái ô còn thiếu trong bài từ câu 1 cho đến 8. Các bạn có 5 phút để làm bài này. 5 phút bắt đầu. Một gợi ý trong khi thực hiện bài tập dạng này là các bạn cần phải tìm xem vị trí chỗ trống của các từ cần điền thuộc cần nghĩa là gì, hoặc
Cần từ loại là gì? Là danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ? Cần loại từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống? Giống như câu 1, chúng ta cần một chút gì gì đó. Vậy vị trí chỗ trống ở đây chúng ta cần một danh từ. Sau xăm sẽ cần một danh từ. Hay ở câu 2, chúng ta có từ a và sau đó có từ label. Label là danh từ, bổ nghĩa cho nó có thể là cụm danh từ. Chúng ta cần danh từ bổ nghĩa cho danh từ hay tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Và cần phải phụ thuộc vào nghĩa nữa. Tương tự như thế, từ try thường sử dụng hoặc là thử cái gì đó, đúng không? Thử để làm gì hay thử cái gì. Cần động từ hoặc là cần động từ ở dạng to verb, hoặc là verb in, hoặc là cần danh từ ở đây. Tiếp theo câu 4, your, gì gì đó. Vậy sau your chúng ta cần danh từ để bổ nghĩa, để dạy sau danh, sau từ your sẽ cần danh từ. Hay sau từ the ở câu 5 sẽ cần danh từ. Tương tự như vậy các bạn nào, câu 6, 7, 8. Chúng ta cùng chữa. Number 1, we need some cholesterol. Do có cụm từ là can cause, but if too much, but too much of it can cause health problem. Quá nhiều thì sẽ bị gây ra các cái vấn đề về sức khỏe. Vậy từ cholesterol sẽ là từ phù hợp. Chúng ta cần một chút chất béo để làm cho da, não bộ và các bộ phận trong cơ thể phát triển. Nhưng nếu như quá nhiều thì sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe. Câu 2, những cái thực phẩm được đóng gói sẵn thì nên được có các cái nhãn mác về dinh dưỡng để nói cho chúng ta biết là cái gì bên trong thực phẩm và các thành phần của nó là gì. Do chúng ta có từ inside the fruit và list its parts, nó liệt kê các thành phần bên trong ra, thì đấy chính là mác về dinh dưỡng, như là chất béo hay là đường, muối, rồi năng lượng vân vân, là bao nhiêu phần trăm ấy. Number 3, try những cái chúng ta có dấu hiệu nhận biết đấy là mild health problems, những cái vấn đề về sức khỏe nhẹ thôi, giống như là bị ho hay là bị đau đầu, chúng ta sẽ phải sử dụng life expectancy. Sorry, natural remedy, chúng ta cần những cái phương pháp điều trị tự nhiên bằng phương pháp thảo dược hay là những cái thực phẩm quanh mình. Number 4, your body may not be able to fight infection. Cơ thể thì không thể chống lại được sự nhiễm trùng cách tự nhiên nếu như hệ miễn dịch bị yếu. Giấc ngủ, sự nghỉ ngơi và thư giãn có thể làm chậm quá trình lão hóa. Một trong những cách hiệu quả nhất để làm cho các bạn stress free, để không bị stress và sống khỏe mạnh, đó là ngồi thiền, meditation. Gì đó của con người trên thế giới ngày nay đã tăng lên một cách nhanh chóng trong những năm trở lại đây, đấy chính là vòng đời, cần danh từ. Và câu 8, ít muối và chất béo thì có thể, xin lỗi bạn, bạn nên tập luyện thường xuyên, ăn ít chất béo và muối thì có thể thúc đẩy hoặc là tăng cường sức khỏe. Tương tự, các bạn sẽ làm bài tập tiếp theo. Vẫn là các cụm từ quen thuộc: immune system, boost, life expectancy, remedy. Chúng ta còn có một số từ mới như là nutrients. Đây là tính từ của từ nutrient. Nutrients, tính từ của nutrient là giàu dinh dưỡng. Prescription là đơn thuốc. Dietary thuộc chế độ ăn kiêng. Hay là be attributed to, đóng góp hoặc là ảnh hưởng đến cái gì đó. Các bạn có 5 phút để thực hiện bài tập này. Chúng ta cùng check xem các bạn có đáp án đúng chưa nhé. Number 1, boost. Bạn có thể tăng cường sức khỏe bằng cách sống một cách thoải mái để không bị stress, ăn những cái thực phẩm có chứa ít hàm lượng cholesterol và tập thể dục hàng ngày. Thông thường,
Người Nhật thì có tuổi thọ cao hơn so với những người ở trên thế giới bởi vì chế độ ăn của họ có nhiều cá. Life expectancy. Ít tập luyện và tiêu thụ một lượng chất béo lớn thì có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Mật ong và nước chanh thường được sử dụng như một natural remedy, một cái phương thuốc tự nhiên để chữa ho. Những căng tin của trường học thì chỉ nên cung cấp những cái bữa ăn giàu dinh dưỡng, nutritious meals. Các bệnh nhân béo phì thì nên tuân thủ một cách nghiêm ngặt cái lời khuyên về ăn kiêng, chế độ ăn của các chuyên gia. Khoa học đã chỉ ra rằng rất nhiều căn bệnh mãn tính thì bị ảnh hưởng do cái thói quen ăn uống của con người. Attributed, chúng ta cần phải chia động từ to be ở đây là attributed do chủ ngữ là số nhiều. Và câu cuối cùng đương nhiên là prescription, bác sĩ cho tôi một cái đơn thuốc kháng sinh. Phần tiếp theo của bài ngày hôm nay, chúng ta chuyển sang pronunciation, intonation of invitations, suggestions, polite requests, uncertainty and surprise. Ngữ điệu trong lời mời, lời gợi ý, lời đề nghị lịch sự, sự không chắc chắn hay sự ngạc nhiên. We use rising or falling intonation when we are not sure or can't really answer a question. Chúng ta sử dụng ngữ điệu lên khi mà chúng ta không chắc chắn hoặc không thực sự biết câu trả lời. When we make questions, suggestions, requests, or invite someone to do something or have something. Khi chúng ta đưa ra các câu hỏi, lời gợi ý, lời đề nghị hay muốn mời ai đó một cái gì đó. When we express that, we are surprised at what we hear. Chúng ta thể hiện rằng là chúng ta ngạc nhiên về những điều mà chúng ta nghe. For example, I'm not sure. Chúng ta cần lên giọng ở cuối câu. Is it your phone? Or do you like more tea? Really? Why don't we go out now? Cần phải lên giọng ở cuối câu cho khi mà chúng ta không chắc chắn, khi chúng ta muốn hỏi, chúng ta muốn mời, hay chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, hoặc là chúng ta gợi ý một điều gì đó. Now, you listen and mark the rising intonation. Unit 10. Language. Pronunciation. Activity 2. Listen and mark worldwide intonation. Then practice with a partner. 1. Would you do me a favor? Sure. What can I do for you? 2. I think acupuncture can reduce your pain. Really? 3. Would you like another cup of tea? No, thanks. I've had enough. Okay, let's move to the next part, grammar. Conditioners in reported speech. Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp. When we use reporting verbs in the present, verb tense in conditional sentence remain unchanged in reported speech. Khi mà chúng ta sử dụng động từ tường thuật ở thời hiện tại, thì các động từ của câu tường thuật sẽ không bị thay đổi khi mà chúng ta nói sang câu gián tiếp ạ. Điều này có nghĩa là khi mà họ sử dụng động từ tường thuật ở dạng hiện tại
Ví dụ, không phải nói là Mary said, mà nói là Mary says. Thì chúng ta sẽ không lùi thời của động từ, sẽ không lùi thời của câu điều kiện. For example, flowers will die if you don't get any water. Mary says. Vậy, câu này sử dụng Mary says. Nên trong lời nói gián tiếp, chúng ta sẽ nói là Mary says that flower will die if they don't get any water. Bạn để ý thấy là từ will die và từ don't get any water không hề thay đổi khi chuyển xuống câu gián tiếp. Vì động từ thường thuật ở đây chúng ta sử dụng là says. Động từ thường thuật vẫn sử dụng ở thời hiện tại. 2. When we use reporting verbs in the past, we follow these general rules. Khi mà động từ tường thuật ở dạng quá khứ thì chúng ta sẽ phải tuân theo một số quy tắc sau. Với câu điều kiện lại không thì chúng ta không thay đổi thời của động từ. Bởi vì đặc điểm của câu điều kiện lại không là câu điều kiện lại không diễn tả một sự thật hiển nhiên, một điều luôn đúng. Tính đến thời điểm bạn tường thuật lại câu đó thì nó vẫn hiển nhiên đúng. Chính vì vậy mà động từ của nó không hề thay đổi. Câu điều kiện loại 1 sẽ không thay đổi động từ nếu như cái sự thật nó vẫn còn đúng ạ, khi câu đấy vẫn còn đúng tính đến thời điểm bạn tường thuật lại sự việc. Nó sẽ bị biến thành câu điều kiện loại 2, tức là câu điều kiện loại 1, động từ câu điều kiện loại 1 sẽ chuyển thành động từ câu điều kiện loại 2 nếu như cái câu điều kiện đấy nó không còn đúng ở thời điểm bạn tường thuật nữa. Chẳng hạn như nói là nếu như bạn không đến thì tôi sẽ đi về. Vậy là tính đến thời điểm hiện tại mà nếu bạn không đến tôi vẫn đi về thì bạn sẽ không thay đổi câu điều kiện đấy, cái động từ của nó không thể thay đổi. Nhưng nếu mà bạn không đến mà tôi sẽ đi về mà bây giờ nó không đúng nữa rồi thì bạn sẽ phải chuyển nó sang câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2 và loại 3 thì thường là không bị thay đổi về mặt động từ. Ví dụ, câu điều kiện loại 2 nói 2 và 3 thì đều là sự việc xảy ra, điều kiện đưa ra là không có thật và cái kết quả là không thể xảy ra, đúng không ạ? Thế nên là tính lên đây đấy nó không thể xảy ra được, nó vẫn tính đến bây giờ là vẫn còn đúng. Thế nên là nó sẽ không thay đổi về mặt động từ. Number 3. When we use actions, suggest agreements, promise, orders, offers, requests, advice, apologize, or suggestions, we use to infinitive or in clause. Khi mà chúng ta dùng các động từ tường thuật thay đổi ạ, sử dụng thay chúng ta thay đổi động từ tường thuật để thể hiện sự đồng ý, hứa, lời đề nghị hay lời khuyên, lời xin lỗi hay gợi ý thì chúng ta sẽ phải sử dụng to verb hoặc verb in. Phụ thuộc vào động từ tương thuần mà các bạn sử dụng là động từ nào thì động từ đấy yêu cầu phía sau của nó là to verb hay verb in chúng ta cần phải quan tâm. Ví dụ ở đây có một số từ mà các bạn cần phải để ý, giống như là ask, advise, invite, order, remind, tell, warn. Thì những động từ này yêu cầu cần phải có một tân ngữ, yêu cầu ai, khuyên ai, mời ai, đề nghị ai, nhắc nhở ai hay cảnh báo ai, làm gì hoặc không làm gì. Thì sẽ là object cộng to verb hoặc not to verb. Agree, offer, promise, refuse, threaten. Vẫn cần to verb phía sau nó nhưng nó không cần một object. Thế nó sẽ cộng trực tiếp với các động từ là to verb hoặc not to verb. Một số động từ mà yêu cầu theo sau nó là verb in như là admit, apologize for, insist on, suggest thì các bạn cần phải sử dụng một verb in hoặc not verb in để thay để đứng đằng sau nó. Chúng ta cùng xem một ví dụ. Một số ví dụ. If you miss the bus, you will be late for school. Nếu như chúng ta sử dụng động từ tường thuật là say, không hề thay đổi động từ, xin lỗi, động từ tường thuật vẫn còn sử dụng ở thời hiện tại, nghĩa là tính đến thời điểm bạn tường thuật nó vẫn còn đúng thì bạn sẽ không hề không thay đổi động từ tường thuật, nên câu này được tường thuật lại là my mother says if I miss the bus I will be late for school. Cái chúng ta thay ở đây chỉ là chủ ngữ you chuyển thành I, còn miss và will be late không hề bị thay đổi.
Nhưng nếu như chúng ta sử dụng động từ tiềm thuật là set thì chúng ta sẽ cân nhắc là set ở trong quá khứ rồi, nghĩa là đến hiện tại nó không còn đúng nữa rồi. Thế thì chúng ta có thể thay đổi động từ tiềm thuật, thay đổi động từ của nó chuyển thành câu câu được kể loại 1 thành câu được kể loại 2. My mother said if I missed the bus I would be late for school. 2. If I were you, I wouldn't lend her any money. Câu điều kiện loại 2 chúng ta sẽ giữ nguyên, chỉ thay đổi các từ cần thay đổi thôi. Peter said, if he were me, he wouldn't lend her any money. Động từ không hề thay đổi. Number 3, tương tự như vậy. Câu điều kiện loại 3, giữ nguyên động từ. Còn những từ khác giống như là chủ ngữ, tân ngữ, thời gian, địa điểm thì chúng ta vẫn phải lùi bình thường. Câu này sẽ chuyển thành, Jane said, if she had had more time, she would have helped me the day before. Number 4. Chúng ta sử dụng động từ là tell. Tell somebody not to work. Do từ bên trên là từ don't. Câu đấy được thể hiện lại là he told me not to touch the wall because it had just been painted. Lùi thời của vế đằng sau. Và don't touch thì này not to touch. Do từ tell hoặc tell somebody cộng với to verb hoặc not to verb. Number 4. Why don't we go out for a drink tonight? Câu gợi ý, chúng ta sẽ chuyển dùng với từ suggest. So suggested, chúng ta cần verb in. Nên câu này sẽ là he suggested going out for a drink that night. Từ tonight vẫn chuyển thành that night bình thường. Now, let's practice. You have 10 minutes to finish grammar 1 and 2 in the textbook, page 61. Các bạn có 10 phút để hoàn thành bài tập Grammar 1-2 trong sách giáo khoa trang 61. 10 phút bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng check đáp án. Number 1. Decide if it's necessary to change the verb tense. Write C for change or U for unchanged. Hãy quyết định xem liệu có cần thiết để thay đổi động từ, thời của động từ trong các câu sau không. Hãy viết C nếu như cần thay đổi hoặc viết U nếu như không cần thay đổi. Đáp án của chúng ta là Number 1, thay đổi cũng được và không thay đổi cũng được. Number 2, thay đổi cũng được, không thay đổi cũng được. Number 3, thay đổi, không thay đổi. Number 4, không thay đổi, unchanged. 5, unchanged, không thay đổi. 6, unchanged, không thay đổi. 7. Unchanged, không thay đổi. 8. Change or unchanged is okay. Thay đổi cũng được hoặc không thay đổi cũng được. 2. Reported each statement in one. Hãy tường thuật lại các câu trong phần 1. Hãy dựa vào change or unchanged để các bạn tường thuật lại câu vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng check đáp án. Vậy là bài học ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc. Sau bài học này, cô yêu cầu các bạn hãy nắm được những từ liên quan đến chủ đề Healthy Lifestyle and Longevity.
Hãy biết cách lên giọng ở cuối câu cho những cái lời mời, lời đề nghị, lời yêu cầu khi mà bạn thể hiện sự không chắc chắn hay là ngạc nhiên. Và cuối cùng là câu điều kiện trong lời nói gián tiếp. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài học ngày hôm nay của chúng ta. Thank you and see you later.